Vâng, xin chào các bác nhá. Em có con bình thủy Joji Russi, con này thì hàng 4 lít các bác nhá. Này, đây là hàng 4 lít các bác này. Này, Joji Russi. Con này thì em xả thanh lý luôn cho các bác nhá. Lý do xả thanh lý là cái gì nhỉ? Cắm cắm không lên điện các bác. Đấy, cắm nó không không cấp điện. Đấy thì em xả luôn. Về các bác sửa chữa hay là mình nghiên cứu lấy đồ thì mình lấy nhá. Đấy. Con này hàng 4 lít. Đời 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 nhìn rất là cao các bác nhá. 4 lít thì nó nhiều đời lắm. Có những đời thì nó thấp từ đây rồi các bác. Đời rất là thấp. Nhưng mà đời con này thì nhìn nó cao, trông nó cũng cũng phải nói là nhìn đẹp các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Không biết các bác nhìn qua điện thoại hay là nhìn qua máy ảnh màn hình nó như nào, nhưng mà nhìn thực tế phải nói là tuyệt vời luôn. Đây. Đó, hàng 4 lít. Chân có bánh xe để xoay các bác nhá. Khi các bác xoay nhẹ thoải mái luôn, nó có cái bánh xe ở dưới. Di chuyển rất là hay. Đó. Quá tuyệt vời. Joji Rossi 4 lít. Giá còn em xả luôn nhá, thanh lý luôn tại vì nó không lên nguồn ấy. Thì em thanh lý luôn cho các bác giá để các bác con này là 280k nhá. Đấy. 280. Thôi để các bác 250 nhá, 250 để bác nào mà lấy con 4 lít thì alo em. 250k. Bình thủy 4 lít Joji Rossi. Mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Về các bác nghiên cứu thử xem lý do tại sao nó không lên nguồn. Ok, em xin chào và kết thúc của video tại đây nhá. Giá này thì chưa bao gồm dây nguồn đâu các nhá. Cái dây nguồn này thì về các bác có thể chế hoặc là nếu như bác là mua thì alo cho em. Tại vì dây nguồn thì em cũng phải đặt riêng. Đấy thì nếu bác là lấy thêm dây nguồn thì là 90k. Đấy, 90k một dây nhá. Đấy. Còn nếu không có bác về có thể là đấu trực tiếp vào cũng được, không có vấn đề gì cả. Ok, em xin chào.